Xuống xe muốn chết mà. Cẩn thận. Anh lại. Đừng nổ súng các anh em. Tôi là người của bộ tham mưu. Hồi nãy bọn Nhật giết hết anh em của tôi. Tôi mong các anh em nhanh chóng đuổi theo hắn. Đuổi theo. Dạ. Mau bỏ súng xuống. Tôi có thể giữ lại mạng sống cho anh. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đứng lại. Cứu tôi với. Đứng lại. Đứng lại. Cứu tôi. Anh nói cứu tôi với. Cứu tôi với. Ê cha, mặt mũi nhìn cũng khá đó chứ. Đẹp. 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 Anh nói cứu tôi với. Các người muốn làm cái gì? Cô ấy chỉ là người dân bình thường, không phải là quân nhân. Chẳng lẽ các người không biết công ước quốc tế sao? Mày đúng là chuyện bé xé ra to. Mày có biết lúc nãy cô ta làm gì không? Đuổi qua bên kia. Đi rồi. Anh ơi, cứu tôi với. Cứu tôi với. Im, đi. Im lặng coi. Anh ơi, cứu tôi.
Đây chính là công ước quốc tế. Khách sạn Vĩnh Hưng. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Nè, cậu làm gì đó? Phòng máy không ai đưa.
theo tôi tới đội hiến binh, có chuyện cần hỏi cậu. Mở lên. Nhanh lên. Chúa thật là tôi. Mà lấy xe, đừng nói nhiều. Anh thế nào rồi? Tình hình cũng không tệ lắm. Cánh bên phải máy bay bị hư, sắp hết nhiên liệu. Chúng tôi rất muốn hạ cánh ở sân bay Thượng Hải. Tôi cũng mong muốn các anh hạ cánh ở sân bay Thượng Hải. Như vậy chúng tôi không cần làm việc với các anh suốt đêm. Xin lỗi, đây là tin tình báo mới nhất được gửi từ căn cứ hàng không. Anh hãy gửi nó cho đại đội hàng không. Thay đổi mục tiêu ném bom. Trạm trưởng Tanaka đâu? Trạm trưởng Tanaka không khỏe. Anh ấy uống 2 viên aspirin, bây giờ đang ngủ. Đội hàng không 18, đội hàng không 18, hãy nghe rõ đây, lập tức rẽ phải, hướng 180, đường bay Whiskey 311, điều chỉnh tốc độ 240, giảm áp 2700, điều chỉnh áp suất biển 1030, chuẩn bị ném bom. Đã rõ, chúng tôi sẽ rẽ phải hướng 180, đường bay Whiskey 311, điều chỉnh tốc độ 240, giảm áp 2700, chuẩn bị ném bom. Dạ. Có lẽ bộ chỉ huy đã thay đổi kế hoạch ném bom. Nếu như chúng ta ném bom, có thể giảm nhẹ trọng lượng bay tới Thượng Hải hạ cánh. Cơ trưởng, lạ quá, tại sao lại ra lệnh chúng ta ném bom Nam Kinh vậy? Đại chỉ huy Nam Kinh, đội hàng không 18 đã vào đường bay Whiskey 311. Chúng tôi sẵn sàng ném bom, xin hãy ra lệnh chúng tôi. Đội hàng không 18, hãy nghe rõ đây, sử dụng thiết bị trên máy bay duy trì độ cao và tốc độ 5 phút nữa. Hãy bay tới vị trí 156W rồi ném bom, đã nghe rõ chưa? Đã rõ, 5 phút nữa bay tới vị trí 156W rồi ném bom. Tầm nhìn rất rộng, các cậu thì sao? Có thể xác định khoảng cách tối đa. Tầm nhìn rất là rộng, thấy rất rõ mặt đất. Vị trí 156W là chỗ nào? Sao đội hàng không 18 có thể ném bom khu vực Nam Kinh được chứ? Hỏi tổng bộ thử coi tại sao lại như vậy. Điều này tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ chỉ có người của tổng bộ mới biết lý do tại sao. Chỗ này, vị trí 156W là một vùng màu trắng. Nó ở chỗ nào vậy ta? Đúng vậy, là ở chỗ nào vậy? Nè, đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ chấp hành mệnh lệnh đi. Tôi về trước nha. Anh Tiêu trà đá. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, vị trí 156W nằm ở vùng núi Cổ Bình. Ở đó có kho vũ khí và xưởng công binh. Có phải tổng bộ nhầm lẫn hay không? Tôi đề nghị anh đi nói với trạm trưởng Tanaka, xác nhận lại tin tình báo này của tổng bộ. Không cần phải làm vậy đâu. Dĩ nhiên là cần làm. Nếu như đây là tin tình báo giả, hậu quả sẽ khó lường lắm đó. Bây giờ trạm trưởng Tanaka đang nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm phiền anh ấy. Anh không đi thì tôi đi. Anh Ugh!
Báo cáo, chúng ta đã tới vị trí chỉ định ném bom. Phim được dịch và đầu tiên tại phim TV. Dừng xe. Wow, hôm nay chúng ta thật là may mắn được thấy cảnh tượng rực rỡ này. Kế hoạch của Thạch Vĩnh Khải đã thành công rồi. Đi mau, nếu không chúng ta không đuổi kịp họ đâu. Tôi biết rồi. Đi. Nam Kinh, đại chỉ huy Nam Kinh. Đại chỉ huy Nam Kinh, nói đi. Đại chỉ huy Nam Kinh, đội hàng không liên hợp 0301, độ cao 5000m, bay về hướng 075, tốc độ 300 km/h. Xin hãy ra lệnh. Đội hàng không liên hợp 0301, hãy nghe rõ đây. Rẽ phải hướng 160, đường bay Whiskey 311, điều chỉnh tốc độ 240, giảm áp 2700. Điều chỉnh áp suất biển 1030, bay tới vị trí 156 km. Lập tức ném bơ. 0301 đã rõ. Đội hàng không Kanoya, đội hàng không Kisarayu, radar đã thấy. Nói đi. Đội hàng không Kanoya 0218, đại chỉ huy Nam Kinh, xin ra lệnh. Đội hàng không 5665, đại chỉ huy Nam Kinh, xin hãy ra lệnh. Đội hàng không Kanoya, đội hàng không Kisarayu, hãy nghe rõ đây. Rẽ phải hướng 160, đường bay Whiskey 311, tốc độ 240, giảm áp 2700, điều chỉnh áp suất biển 1030, bay tới vị trí 156 W. Ném bơ. Đã rõ, đã rõ. Đại chỉ huy Nam Kinh, đội chúng tôi bị quân ta bắn. Đại chỉ huy Nam Kinh, đội chúng tôi bị quân ta bắn. Đại chỉ huy Nam Kinh, đại chỉ huy Nam Kinh, quân ta tưởng chúng tôi là quân địch. Mày chính là nội gián. Không phải. Hãy bình tĩnh. Tôi không phải nội gián. Anh hiểu lầm rồi. Không phải như vậy đâu. Hả? Đừng nói nhảm nữa. Không đẩy tôi bắn chết. Người anh em hãy nghe tôi nói. Nghe tôi nói. Giơ tay lên. Anh tôi giơ tay. Đi theo tao. Tôi đi. Đi chậm thôi. Tôi đi chậm. Đi chậm. Đi chậm. Chậm thôi. Đi chậm. Thoát nạn rồi.
Được rồi, tôi nghĩ bây giờ nên ra ngoài nhìn thử. Anh đã làm tốt lắm đó. Bọn Nhật đang dùng súng phòng không bắn máy bay ném bom của bọn họ. Trưởng quan Thạch, anh mau dẫn tôi rời khỏi chỗ này. Dẫn tôi rời khỏi chỗ này đi. Được rồi, chúng ta cùng rời khỏi đây. Đi. Đi. Nhanh lên. Có phải tôi bị phát hiện rồi không? Đừng căng thẳng, đi thật nhanh về phía xe bọc thép. Sau đó chúng ta xông ra ngoài. Nè, tụi mày định đi đâu vậy? Hả? Muốn rời khỏi Nam Kinh có phải không? Tụi bay ngồi trên xe của tao, tao chở tụi bay đi. À phải rồi, tao vẫn chưa biết tụi bay muốn đi tới nơi nào. Đi tới Vũ Hán hay là đi tới Trùng Khánh hả? Đắc nữa nghe mệnh lệnh của tôi hành động. Anh nghe rõ chưa? Núp xuống. Đi mau. Đuổi theo. Đuổi theo. Bọn khốn kiếp đang chết. Tất cả đuổi theo chúng mau. Đuổi theo. Đuổi theo. Đuổi theo. Đuổi theo. Mau. Đuổi theo. Dạ dạ. Mau lên. Đuổi theo. Đuổi theo. Mau lên. Mau lên. Bên kia kìa. Đuổi theo, nhìn lên đi. Mau lên. Bọn chúng sắp đuổi theo kịp rồi. Chúng ta phải làm sao đây hả? Đừng lo lắng, phía trước có xe chúng ta bị xẹp lốp. Dùng xe đó để cản bọn chúng lại. Đội trưởng Viên cứ yên tâm đi, có tôi đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Mau lên, mau lên. Mau lên. Trên xe bọc thép này có điện đài của bọn Nhật. Vậy chúng ta hãy tặng quà kỷ niệm cho bọn Nhật. Từ Hán Cạn, gửi điện báo cho bộ đội pháo binh Nhật. Mau lên. Rõ. Lại đó coi. Dạ. Người đằng sau, mau lại đây. Mau. Đi. Dạ. Đẩy xe đi chỗ khác. Dạ. Đẩy xe. Kẻ đi săn, xác định mục tiêu tấn công 0811.
khu phòng bị số 3. 10F C4. Lập tức tấn công. Đẩy mạnh lên. Đẩy mạnh lên. Sao không thấy ai tới hết vậy? Súc sinh, tên khốn kiếp đó không phải người tới đón chúng ta. Tại sao như vậy? Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu như chúng ta không qua sông được, hãy quay lại tuyến đường hôm trước chúng ta đi, tìm đơn vị của chúng ta. Ê, đây là ý kiến rất hay. Không được. Tuyến đường đó bây giờ đã bị bọn Nhật chiếm lĩnh, không an toàn. Mau mau. Mau lên, mau lên. Mau 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 mau. Nhìn kìa. Anh Hùng, ECO là ngài sao trưởng quan? Anh tới đây để làm gì? Tôi kiểm tra đột xuất. Trưởng quan ngài cũng biết đó, mấy ngày nay tình hình rất bất ổn. Kêu người của anh bỏ súng xuống đi. Mau bỏ súng xuống đi, mau lên. ECO, tôi thấy đứng trong căn nhà này ngột ngạt quá. Chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Dạ. Đi. Cậu đứng đây. Dạ. Trưởng quan, ngài đưa 8 miếng vàng và kim cương. À, còn tiền nữa. Tất cả tiền trong người ngài, ngài đưa cho tôi bảo đảm đưa các ngài tới Giang Bắc. Tôi nói thật đó. Isio, không phải anh nói chúng ta là bạn bè sao? Không sai. Đã là bạn bè thì chúng ta phải rộng rãi một chút, không nên keo kiệt chứ. Với lại, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, đặc biệt là lúc làm ăn với người khác. Chỉ tiếc là tôi không có những thứ anh cần. Bây giờ tôi chỉ còn lại một khẩu súng và mấy viên đạn tôi chưa bắn hết thôi. Ngài uy hiếp tôi có phải không? Uy hiếp à? Tôi cảnh cáo anh thôi. Ngài nói như vậy có nghĩa là ngài trở mặt, không muốn làm bạn nữa có phải không? Ngài đừng có quên, ở bên kia sông là địa bàn của tôi. Chỉ cần ngài nổ súng, tất cả lính gác và lính tuần tra sẽ đi qua đây hết. Tới chừng đó đừng có mơ đi Giang Bắc, ngài sẽ chết ngay tại đây. Bắn đi. Thằng khốn, tao sẽ giết mày.
Hàng cạn, mau phụ tôi đẩy cái này xuống sông. Được. Bọn Nhật chắc chắn đã nghe thấy tiếng súng rồi. Chúng ta rút mặt. Bắn đi. Bọn nhảy xuống sông, mau lên, nhảy đi. Đừng hắt cạn. Đừng xuống cho tôi. Tôi sẽ yểm vào hổ anh. Ông Phít à, ông đang làm cái gì vậy? Ông Phít, đi thôi. Tôi không đi nổi nữa. Ông bị thương à? Cậu đi đi, dẫn theo tôi, tất cả các cậu sẽ không đi được. Không được, tôi nhất định phải dẫn ông đi. Mở lên. Không. Đứng lên. Không. Ông Phít, đứng lên. Ông Phít. Tiên sinh, tôi không đi nổi nữa. Các cậu đi mau. Không được, tôi nhất định phải dẫn ông đi. Không. Đi mau. Đi. Ông Phít, con chết tôi cũng dẫn ông đi. Dừng lại. Bắt sống hắn. Dạ, dạ. Tiên sinh, các cậu cứ đi đi. Mau. Chờ tới kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ là một người Trung Quốc. Không được, tôi nhất định đưa ông đi theo. Có chết thì cùng chết. Tiên sinh, đi. Cậu phải nhớ kỹ tôi. Chúng ta mãi mãi là anh em tốt đi. Không. 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 Nhớ kỹ tôi. Yeah.
Nữa sẽ tới vị trí định sẵn. Máy bay chiến đấu ép thùng xăng dự phòng, chuẩn bị tấn công kẻ địch. Máy bay tất cả mau trở lại vị trí của mình. Mau lên. Mau lên. Alo, tôi là tay quan sát số 1, nối máy với trận địa phòng không. Mau. Chúng ta vẫn chưa bắt đầu ném bom mà, tại sao phía trước toàn là khói không vậy? Đó là khói do quân Trung Quốc ở dưới đất thả ra mà thôi, dùng để che trận địa và tầm nhìn của chúng ta. Nhưng mà nếu như chúng ta hạ thấp độ cao thì cái trò này cũng sẽ không có ích gì hết. Trưởng quan, dưới ghế ngồi của anh có một thứ, anh thò tay xuống lấy giùm tôi đi. Cậu kêu tôi lấy cái này để làm gì? Cái này tôi lượm được trong người của một phi công người Trung Quốc, nó có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Ở trại tù binh phải không? Đúng, hắn là tên phi công Trung Quốc đã bị tôi bắn hạ lúc trước. Tôi lượm cái này trong thi thể của hắn. Hắn là người đầu tiên mà tôi bắn hạ được, cho nên tôi giữ nó làm kỷ niệm thôi. Sao chỉ toàn là khói trắng vậy, không nhìn thấy cái gì hết trơn á? Chạy lên đi.
trưởng quan, nhìn kìa, có một người nhảy dù. Chúng ta cho hắn ném mùi súng phòng không đi. Không phải, hình như là người của mình đó. Ở chỗ này, tôi nghĩ chỗ này có vẻ hợp lý hơn. Báo cáo sư đoàn trưởng, trưởng quan Thành đã tới. Kêu cậu ta vào. Rõ. Chỗ này thì sao? Báo cáo trưởng quan, Thạch Vĩnh Khải tới trình diện. Cậu tới rất đúng lúc. Nào, hãy để tôi giới thiệu với cậu. Cô ấy là người do quân bộ phái tới giám sát chiến sự, Thượng tá Duyên Ngọc Đình. Cuộc gặp bất ngờ này làm Thạch Vĩnh Khải cảm thấy rất vui mừng. Lúc này Viên Ngọc Đình được tổ chức sắp xếp dùng thân phận của giám sát chiến sự để tới tiền tuyến. Chào trưởng quan Viên. Từ nay về sau, anh là tham mưu cấp cao của tôi. Nhưng không phải anh sẽ được chỉ huy tác chiến, mà anh vẫn sẽ làm công việc cũ, làm công tác bảo vệ và làm tình báo, chấp hành mệnh lệnh của tôi. Tôi bằng lòng chấp hành mệnh lệnh của trưởng quan Viên. Hai người quen nhau à? Anh hùng kháng chiến Thạch Vĩnh Khải có ai mà không biết chứ. Sư đoàn trưởng, hiện giờ Trác Như vẫn ở tiền tuyến chiến đấu gian khổ. Hay là để tôi đánh xong trận này rồi quay về có được không? Nè, không cần đâu. Bây giờ cậu phải ở lại đây để hỗ trợ giám sát viên. Cậu có quyền được trinh sát hành động một mình, có thể điều động người của phòng tình báo và đại đội cảnh vệ của tôi. Bắn rụng con mũi đó cho tôi. Dạ. Đi thôi. Trưởng quan, bên đó có người. Hắn là quân nhân Trung Quốc. Mau nói với trưởng quan, đã bắt được quân nhân Trung Quốc. Dạ. Một chiếc máy bay của chúng ta ở gần vùng núi này đã mất liên lạc với tổng bộ. Điện đài của máy bay cũng đã phát ra một tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Chúng tôi đoán là chiếc máy bay này rất có thể tại vì động cơ bị trục trặc mà bị rơi. Trên máy bay có người của cục tình báo không quân là trung tá tình báo Tiêu Hán Càng. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được chiếc máy bay bị rơi này. Tuyệt đối không được để trung tá Tiêu Hán Càng bị rơi vào tay của kẻ địch. Theo tình báo tôi vừa mới nhận được, có thể có ít nhất có 4 đại đội quân Nhật đang hoạt động ở gần đó. Bọn chúng chắc chắn là cũng đang tìm kiếm chiếc máy bay bị rơi của chúng ta. Người anh nói là trung tá Tiêu Hán Càng à? Có khi nào anh ta chính là người mà anh quen biết không? Sao vậy? Cậu cũng biết cậu ta? Anh nói quân Nhật đã huy động 4 đại đội chính là để tìm kiếm truy bắt một trung tá tình báo của chúng ta sao? Tiêu Hán Càng chính là lính giao liên của Mỹ. Cậu ta nắm giữ rất nhiều tình báo quân sự. Quan trọng nhất chính là bản thiết kế động cơ máy bay mới nhất của hãng Mercedes.
Lỡ như nó bị rơi vào tay của bọn Nhật, chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện chiến tranh. Anh yên tâm đi, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách tìm được trung tá Tiêu Hán Cạn. Trước mắt sư đoàn thiếu người trầm trọng, tôi không thể tìm cho cậu nhân viên điện báo. Tôi có thể làm nhân viên điện báo. Tôi rất muốn cùng với Thạch Vĩnh Khải tham gia hành động giải cứu. Rất tốt. Tôi hy vọng hai người trong một khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thành lập một đội tìm kiếm. Tôi muốn biết được đội của hai người tới chừng nào mới xuất phát được. Một tiếng đồng hồ nữa. Biệt hiệu liên lạc của đội tìm kiếm là gì? Biệt hiệu phục kích. Nếu như người này chính là Tiêu Hán Càn mà chúng ta quen biết thì thật sự là quá trùng hợp rồi. Sau khi Hán Càn mất tích, tôi không liên lạc với anh ấy. Mất tích? Sao lại mất tích? Hán Càn không chịu nổi cuộc điều tra hỏi cung, cho nên đã dẫn vợ của mình bỏ đi. Phim được dịch và lồng tiếng là Mùi Xăng. Uống nước không? Nước. Tôi muốn uống nước. Nước. Cho anh ta nước. Nước. Dạ. Cho tôi nước. Cho tôi nước. Cho tôi nước. 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 Chú Diên Triệu, tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau nơi này. Sao bây giờ anh lại mặc quân phục của người Mỹ? Tôi cũng muốn hỏi cô, tại sao bây giờ cô lại mặc quân phục của người Nhật Bản? Vì tôi chính là người Nhật Bản. Tôi đã tự nguyện gia nhập quân đội Mỹ. Nhưng mà tại sao anh làm việc cho bọn thực dân Anh Mỹ? Tại sao? Không phải tại vì tôi muốn tiêu diệt phát xít sao? Đừng nói vòng vo nữa. Tôi không muốn nghe những lời nhảm nhí này. Chuyện này một lời khó nói hết. Đi Vũ Hán thực hiện nhiệm vụ, sau khi thất bại, tôi may mắn trở về Trùng Khánh. Cứ hai ngày là bị phòng điều tra hỏi cung. Tôi không thể nào chịu nổi, nên đành phải trốn đi Mỹ. Sau đó chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, quân đội Mỹ đã chiêu mộ rất nhiều quân nhân gốc châu Á. Tôi vừa có bằng tốt nghiệp đại học, vừa là người Trung Quốc, cho nên tôi được gia nhập không quân Mỹ. Sau đó tôi lấy tư cách giáo viên huấn luyện bay để về Trung Quốc tham chiến. Chuyên viên Triệu, chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi, cho tôi hút một điếu được không? Cởi trói. Dạ. Này đi. Bánh bao đây. Làm ơn cho qua. Tiền này. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Ờ, không ăn đâu. Cảo cải tươi ngon đây. Ờ, qua bên này. Ê, con muốn ăn bánh bao. Dạ. Bánh bao này ngon lắm nè. Chứ còn cái bánh đúng là may mắn thiệt. May nhờ có trưởng quan Thạch chuẩn bị sẵn quần áo, chứ nếu không thì chúng ta bị người Nhật phát hiện lâu rồi. Cái này gọi là cẩn tắc vô ấy nấy mà ông bà ta hay nói. Lấy cẩn Thạch nha ông chủ. Tiền ở đây nè. Đằng trước có quán trà, mấy cậu tới chỗ đó chờ tôi. Tôi tới bệnh viện quân y đón trưởng quan gì. Rõ.
Mai. Đi, vào thôi. Mời khách quen. Lấy tôi cái này. Rồi ghé vô lửa đây. Em mời xem, mời xem. Hàng đẹp mới về đây. Thôi, không mua đâu. Bệnh viện Lục Quân Hoành Dương của Đế quốc Nhật Bản. Nhớ uống thuốc đúng giờ nha. Cứ theo toa này là được. Tôi biết rồi. Cô làm việc ở khu bệnh nào vậy? Chẳng lẽ cô bị câm? Ở đây đang cần y tá. Mau đi theo tôi qua đây. Còn đứng đó làm gì nữa? Đừng có ngẩn ra nữa. Mau chuẩn bị phẫu thuật. Mau lên. Trường y tá các cô đưa toàn là những người gì đâu không? Qua đây, qua phụ tôi. Khoan đã, cô chưa mở khóa bình oxy, đút ống vô có ích gì? Tôi chưa từng gặp cô ở khu bệnh nào vậy? Nè, đừng có nói chuyện nữa. Cô Triệu à, chừng nào tôi mới có thể rời khỏi đây vậy? Yên tâm đi, tôi đã bố trí chuyến bay vào sáng mai. Qua sáng ngày mai là chúng ta có thể ở tại Thượng Hải ăn sáng rồi. Tôi cũng giống như anh, cũng sốt ruột không chờ nổi muốn rời khỏi nơi quỷ quái này ngay. Nhưng bây giờ anh phải đem những tình báo mà anh biết nói cho tôi nghe từ đầu tới cuối. Cô Triệu à, chắc là cô không chờ sau khi moi được hết những chuyện mà tôi biết rồi giết chết tôi chứ? Làm sao tôi nỡ giết anh chứ. Yên tâm đi. Thôi, ngồi đi, ngồi đi. Bây giờ chúng ta từ từ nói chuyện ha. Đưa cho tôi cái kìm. Mau lên. Không phải cái này. Không phải cái này. Cũng không phải cái này. Kìm cầm máu mà cô cũng không biết tôi nữa. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nè, Ngọc Đình, tôi đây. Cuối cùng anh đã tới rồi. Nè, bà Ban, cốc nước. Hay, hay quá. Bên này, còn bên này nữa nè, bà Ban. Dạ, tới liền. Bà Ban, chút nữa. Quá. Cảm ơn. Rót nước giùm em. Dạ. Mau lên đây. Uống đi. Đây đây. Khách quan coi chừng lắm nha. Ngon lắm nè. Đừng nè, cô gái xin hãy quay người lại một chút được không? Có chuyện gì? Tôi nghĩ chuyện đó chắc không cần đâu. Chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm à? Hiểu lầm à? Nói tôi biết sĩ quan Mỹ đang bị nhốt ở đâu. Tôi chỉ có viện trưởng biết thôi.
Viện trưởng đang ở chỗ nào? Viện trưởng ở đằng kia kìa. Đứng lại. Làm gì vậy? Bụi tôi ra. Bụi súng. Nghe không hả? Bụi tôi ra. Cô Nhật Bản, tôi hỏi cô, cô muốn làm gì tôi? Tôi đầu hàng rồi. Bây giờ tôi là tù binh. Các người muốn làm gì tôi? Tôi xin lỗi. Khi anh còn chưa chịu khai cái gì thì tôi không thừa nhận anh là tù binh. Tôi đã khai hết rồi mà. Cô còn muốn tôi khai gì nữa? Nhưng anh không nói sự thật. Anh vẫn chưa khai thật hết. Nhưng lời tôi nói câu nào cũng là thật. Cô nghe không hiểu sao? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Làm gì vậy? Nè. Nè. Muốn làm gì tôi? Nè. Buông tôi ra. Cô muốn giở trò gì đây? Cứ làm đi. Một lát nữa cây đèn cày này sẽ cháy thẳng một mạch tới tận da đầu anh. Cái gì? Khủng khiếp. Cho tới khi cây đèn cày này cháy hết thì sáp của nó và anh sẽ cùng biến mất. Tới chừng đó anh sẽ biết cái gì mới là nói sự thật. Được. Được. Cô hỏi đi. Cô hỏi gì tôi cũng nói cho cô biết hết. Cho tôi biết thật ra anh là ai. Chúng tôi là đội tìm kiếm của sư đoàn phòng bị. Trưởng quan của các anh tên gì? Bộ đội chỉ huy hiện giờ đang ở đâu? Trưởng quan chúng tôi tên Dương Chấn. Sở chỉ huy chúng tôi hiện ở Ngũ Mã Quy Tàu, ngoài thành Hoành Dương. Các anh tới trấn Quỷ Tinh làm gì? Chúng tôi tới tìm lính giao liên của không quân Mỹ. Ai có thể chứng minh thân phận của anh? Hai người trưởng quan của tôi đang ở trong bệnh viện quân y Nhật. Cô tìm được họ là sẽ biết ngay thôi. Thân phận và họ tên của trưởng quan? Thiếu tá chỉ huy tên Thạch Diễn Khải, thượng tá đốc chiến tên Diên Ngọc Đình. Anh, lặp lại lần nữa. Thạch Vĩnh Khải và Duy Ngọc Đinh. Là tôi Kitagawa. Có phải bên anh phát hiện ra một nam một nữ khả nghi hay không? Phải. Không cần biết anh dùng cách gì phải bắt sống họ cho tôi. Không được làm hại họ dù chỉ là một sợi tóc. Nhớ kỹ, bắt sống cả hai người. Dạ. Nếu có người nào chết, anh phải mổ bụng để nhận tội với tôi nghe. Dạ. Súng của tôi hết đạn rồi. Cô đưa súng cho tôi. Tôi yểm hộ cô. Mau lên. Muốn đi thì cùng đi. Muốn chết thì cùng chết. Cô. Không được bắn nữa. Cấp trên vừa có lệnh phải bắt sống chúng. Giờ tình hình sao rồi? Hình như súng của chúng hết đạn rồi. Hết đạn rồi à? Vậy thì tốt. Bắt sống chúng đi. Mau súng lên. Dạ. Alo. Anh chắc chắn chứ? Hai người đó đều còn sống đúng không? Phải, thưa trưởng ban. Hai người đó đều còn sống hết. Có điều người đàn ông đang bị thương, nhưng đã được đưa đi cấp cứu qua giai đoạn nguy hiểm rồi.
Còn người phụ nữ thì bị ngất xỉu, không có bị thương. Tốt lắm, các anh làm rất tốt, tôi sẽ khen thưởng cho các anh. Cảm ơn trưởng ban Kitagawa. Anh đi Thượng Hải, lần này có bạn đi chung rồi. Cô, ý cô là đưa Thạch Vĩnh Khải đi Thượng Hải luôn sao? Lần này anh ấy không thoát được nữa đâu. Tôi thật sự rất lo cho anh. Sao cô lại tới đây? Sao vậy? Anh nhìn thấy tôi chắc là kinh ngạc lắm hả? Tôi còn đem cho anh một bất ngờ nữa, anh muốn nghe không? Hắn càng, mau vào đây gặp người bạn cũ của anh đi nè. Trưởng quan Thạch, đã lâu không gặp. Là anh thật sao Tiêu Hán Càn? Tôi cũng thật sự không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này. Hôm nay Hán Càn vừa mới được bổ nhiệm làm chuyên viên tình báo của số 76. Trời ơi, vậy tôi phải nghiêm túc thành tâm mà chúc mừng viên chuyên Tiêu lên chức. Chúc mừng thì khoan hãy nói, tôi cũng hy vọng trưởng quan Thạch có thể mau chóng tìm được đường về cống hiến cho khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn cả mạng sống sao? Lúc anh còn chưa nói ra câu này, anh vẫn chưa thực sự được coi là tên Hán Giang. Còn giờ thì đúng rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim. Được rồi, hai người là bạn bè cũ với nhau, gặp lại đừng cãi nhau tới mức vui như vậy. Vĩnh Khải, thật ra chúng ta đâu có khác gì nhau, chúng ta đều có chung một kẻ thù, không phải sao? Làm sao mà chúng ta có chung một kẻ thù được? Thật ra tôi biết anh là đảng Cộng sản từ lâu, nhưng tôi vẫn luôn che giấu bí mật này cho anh. Tôi vô cùng khâm phục anh, nhẫn nhục, chịu đựng và chiến đấu bình bỉ ngay trong lòng địch. Tôi cũng có khác gì đâu. Không phải, tôi cảm thấy giữa hai chúng ta có sự khác biệt về bản chất. Tôi thật không ngờ, bình thường trưởng quan Thạch đây luôn thể hiện là người quang minh lỗi lạc, vậy mà cũng học đòi chơi kiểu một chân đạp hai thuyền. Tiêu Hán Càn, theo tôi nhớ thì trước đây anh đâu có hèn dữ vậy. Ngọc Đình, bọn họ có làm gì cô không? Tôi không sao hết, nhưng mà Tiêu Hán Càn quá bỉ ổi. Hắn ta nói gạt tôi là anh muốn dẫn tôi cùng nhau chạy trốn. Cũng tại tôi nhất thời nóng vội nên mới trúng kế của hắn ta. Tôi thật không hiểu tại sao Tiêu Hán Càn chỉ trong một đêm ngắn ngủi
lại thành một tên hán gian lòng dạ lan sói. Ngọc Đình à, cô không nghĩ ra thì đừng có nghĩ nữa. Nghe lời tôi, có một số người cô buộc phải trải qua khảo nghiệm mới đạt được tới trình độ thật sự hiểu rõ về con người của họ. Hơn nữa lòng người dễ thay đổi, nó chỉ xảy ra trong chớp mắt thôi. Đây là cái gì? Đây là thuốc Takeda cho chúng ta. Có lẽ đây là cách duy nhất để chúng ta thoát ra. Ngọc Đình, sau khi hai chúng ta uống mấy viên thuốc này vào, có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Nếu Duy Ngọc Đình thà chết không viết thư hối lỗi và bản thân mình đăng báo thì sao? Không lẽ chúng ta phải ép Thạch Vĩnh Khải tới đường cùng luôn? Giúp Thạch Vĩnh Khải chứng minh không thông đồng với Cộng sản, sao có thể nói là đường cùng được? Tôi thực sự rất muốn xem trong số 76 được mệnh danh tường đồng vách sắt này, Duy Ngọc Đình thà chết không khuất phục kiểu gì. Báo cáo. Vào đi. Trưởng ban, hai người bọn họ tự sát rồi. Tự sát rồi? Vĩnh Khải, Vĩnh Khải, Vĩnh Khải, anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Vĩnh Khải, Vĩnh Khải, tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nói tôi biết, lại đưa thuốc cho hai người. Mau, người đâu, đưa bọn họ tới bệnh viện. Dạ. Cô thấy sao rồi? Tôi không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt một chút thôi. Thạch Vĩnh Khải đâu, anh ấy sao rồi? Giờ cậu ấy vẫn còn hôn mê nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Anh này là cô nằm yên đi, đừng có cử động lung tung, cần phải tĩnh dưỡng mới được. Ông cho chúng tôi uống loại thuốc gì vậy? Đó là phương thuốc đặc biệt do tôi bào chế, là loại thuốc đông y của Trung Quốc. Sau khi được tôi bào chế, ai mà uống nó vào sẽ hôn mê trong thời gian ngắn, có khi là còn nhìn giống như người đã chết vậy. Thuốc đông y? Thuốc đông y gì vậy? Thì là cái loại cỏ cho heo ăn đó. Dù tôi có nói cô nghe, cô cũng không hiểu đâu. Tại sao anh ấy vẫn còn hôn mê? Tại vì cô uống với liều lượng ít, còn cậu ấy uống hết số còn lại, cho nên cậu ấy vẫn còn hôn mê. Đúng là như vậy rồi. Anh ấy vì bảo vệ an toàn cho ông, không có nói ra đây là ai đưa, cho nên cuối cùng anh ấy ngay cả tờ giấy gói thuốc cũng nuốt vào luôn. Cô thấy chưa, cậu ấy vì những đồng chí đang hoạt động trong lòng địch mà tình nguyện làm như vậy. Anh ấy là đồng chí của chúng ta, lãnh đạo cấp trên của anh ấy là thủ trưởng Liên Nguyên Quả và anh trai tôi. Tốt quá rồi. Chờ chừng nào hai người khỏe lại thì đi bằng đường hầm. Tổ chức cũng sẽ phái người tới đây cứu hai người ra, nhưng mấy ngày tới nhất định phải nằm yên tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Ông yên tâm đi. Triệu Lan Huệ có hỏi tôi thuốc là do ai đưa, tôi liền trả lời là do một tên hán gian đưa. Được rồi, đặc biệt trong mấy ngày này cô nhất định phải chú ý. Tôi đi trước đây. Tra tấn thật nặng cho tôi. Chủ băng, chờ chút đã. Cậu ra ngoài trước đi. Dạ. Đem hắn nhốt vào phòng giam trước. Dạ. Đi.
Ngài Takeda, người này là ai? Đây là bác sĩ đông y mà tôi mời, phụ trách chăm sóc bệnh nhân. Mời vô. Bác sĩ Takeda. Không có gì, cô ra ngoài trước đi. Dạ. Ngọc Đình, Vĩnh Khải, Xảo Phụng. Tôi tới thông báo với hai người, hành động cứu người hôm nay sẽ tiến hành. Hôm nay? Phải. Đồng chí Liêu Nguyên quả chỉ thị, cho dù có trả bất cứ giá nào cũng phải cứu được hai người. Tôi tới đây tìm hiểu tình hình trước đã. Giờ hai người mau chuẩn bị đi. Đồng chí của tổ hành động đang trên đường tới đây đón hai người đi đó. Bác sĩ Takeda, tôi muốn hỏi ông chuyện này. Không biết ông tới Thượng Hải từ khi nào? Tới lúc này rồi, cậu có cần thiết phải hỏi tôi chuyện này không? Tôi rất muốn biết. Vậy tôi cho cậu biết, lần này tôi được Trung ương Đảng ủy thác phái tới Thượng Hải, cậu còn muốn biết gì nữa không? Tôi chỉ cần biết điều này là đủ rồi. Được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng ta chia ra hành động. Được, mau đi chuẩn bị đi. Trời, chạy gì nhanh dữ vậy? Coi chừng. Đóng cổng lại. Dạ. Có chuyện gì vậy? Canh gác thật chặt tất cả lối ra cho tôi. Nếu để xảy ra sơ suất gì, tôi bắt các người tất cả mổ bụng trên tôi. Dạ, dạ, dạ. Không hay rồi, Triệu Lan Huệ tới rồi. Sao tự nhiên cô ta tới đây? Tôi không biết nữa, còn dẫn theo rất nhiều người. Vậy kế hoạch có phải sẽ thay đổi luôn không? Không còn kịp nữa đâu, đội hành động đang trên đường tới. Nhưng mà cậu có thể nghĩ cách mau chóng đuổi cô ta đi. Mau, hai người lên giường nằm đi. Bác sĩ cũng ở đây sao? Chào trưởng ban. Vĩnh Khải, anh thấy trong người đỡ hơn chưa? May nhờ có bác sĩ Takeda chăm sóc, bây giờ tôi gần như đã phục hồi hoàn toàn. Cảm ơn ông, bác sĩ Takeda. Không có gì. Tôi còn bệnh nhân khác, tôi xin phép. Cảm ơn ông rất nhiều. Vĩnh Khải, mau ngồi xuống đi. Anh phải mau khỏe lại. Tôi thật sự rất hy vọng là anh mau chóng về bên cạnh tôi giúp tôi làm việc. Còn cô nói kìa, bên cạnh cô có rất nhiều người, thiếu một mình tôi cũng có sao đâu. Những người đó làm sao có thể so với anh được. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chừng nào anh xuất viện, tôi sẽ giao tổ điều tra số 76 lại cho anh, để anh làm tổ trưởng. Đừng có như vậy. Cô tin tưởng tôi tới như vậy sao? Trong lòng tôi nghĩ như thế nào, anh hiểu rất rõ. Chỉ là bây giờ tôi không biết trong lòng của anh nghĩ thế nào thôi. Em muốn biết trong lòng anh bây giờ đang nghĩ gì sao? Điều mà trong lòng anh đang lo nghĩ chính là em. Vì chuyện vui ngày hôm nay, anh nghĩ chúng ta phải ăn mừng một phen cho đã mới được. Anh muốn uống rượu. Uống rượu? Nhưng mà sức khỏe của anh... Trời ơi, đừng có lo, bây giờ sức khỏe anh rất tốt, chỉ muốn uống rượu thôi mà, có sao đâu. Được rồi, người đâu? Nè. Anh muốn em đi mua rượu cho anh. Em thật là hết cách với cái tính trẻ con của anh đó. Anh chờ chút.
nãy Triệu Lan Huệ nói gì với anh vậy? Thì thào thào tôi không hiểu gì hết. Không có gì. Chỉ có điều bây giờ xuất hiện tình hình mới, có lẽ phải báo cáo với tổ chức, không nên chậm trễ. Lần này phải cứu được hai đồng chí của chúng ta, tiêu diệt hết tất cả bọn chúng, hiểu rõ chưa? Đã rõ. Đã rõ. Bắn. Có chuyện rồi. Không, kẻ địch tới. Nhanh lên, nhanh lên. Đội trưởng Diên, chúng ta mau chóng đi thôi. Bên ngoài tiếng súng dữ dội như vậy, tôi sợ sẽ động tới kẻ địch. Mặc kệ chúng có bao nhiêu tên, chỉ cần gây nguy hại cho an toàn của hai người thì phải bắn tới cùng. Sáu Phụng, chuyện này mà anh làm đùm beng lên như vậy là quá lỗ mãng, anh có hiểu không? Đúng là tức cười mà. Ê, đảng viên cộng sản chúng ta, nếu không cho chúng nếm mùi lợi hại, chúng ta thành buồn nhìn hết à. Giờ như vậy rồi, chúng ta chia nhau ra hành động đi, bảo vệ tốt cho mình đó. Nhưng mà không có nhân gì cả, đây chính là mệnh lệnh. Cô với Sáu Phụng ra khỏi đây bằng cửa sổ, tôi với bác sĩ Takeda đi hành lang. Bây giờ chia ra hành động, mau lên. Anh phải cẩn thận đó. Đi mau lên. Đi. Trưởng ban, sao con cũng ở đây? Hét cái gì mà hét? Thật ra có chuyện gì? Chúng ta bị mai phục, nếu còn tiếp tục chúng ta sẽ bị thiệt hại. Sao chúng tới đông quá vậy? Có đánh nữa không? Dĩ nhiên là đánh rồi. Ở đằng kia. Đi. Ở đằng kia. Chạy mau. Sao không? Đi. Đi mất. Sáu Phụng, anh sáng lên. Mặc kệ tôi, mọi người mau rút đi. Muốn đi thì cùng đi. Đừng lỡ thôi, rút, mau rút đi. Đội trưởng, chúng tôi không đi. Không đi, tôi không đi, không đi. Chúng tôi không đi đâu, tôi có xin lỗi. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Đi về trở đi, mọi người nghe lệnh của tôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bên này. Từ đây cứ đi thẳng tới trước là ra ngoài được, cậu biết chưa? Ông chỉ cần phụ trách bảo vệ an toàn cho Ngọc Đình là được. Tôi nghĩ tôi ở lại thì hơn. Cái gì? Cậu muốn ở lại sao? Đúng, tôi muốn ở lại. Tổ chức đã lệnh cho tôi cứu cậu, sao cậu có thể ở lại được? Không được, bây giờ tôi bắt buộc phải ở lại. Cậu đang có suy nghĩ gì khác đúng không? Nếu như ngày mai mà tôi còn có cơ hội sống sót, tôi sẽ nói cho ông biết kế hoạch của tôi. Cậu, cậu, cậu quay lại. Ai dám xông lên bắt người trước, sau khi trở về sẽ được thưởng 100 đồng đông dương. Lên. Quá lực của chúng mạnh quá, không xông qua được. Tất cả cùng xông lên. Đưa lựu đạn cho tôi. Chạy mau, mau, rút lui. Mau lên, mau lên, rút lui. Chạy mau đi, mau lên đi. Đừng nổ súng, đừng nổ súng.
Tôi là tổ trưởng tổ điều tra 76 Thạch Chính Khải. Thạch Chính Khải, dừng tay lại, không được nổ súng. Dừng tay lại. Tất cả buông súng xuống hết cho tôi. Còn tưởng là anh đã chạy rồi chứ. Em đang nói chuyện cười gì vậy? Anh bỏ lại vinh quang phú quý không hưởng, chạy đi đâu chứ? Chuyện viên Tiêu, xin mời anh. Làm gì vậy? Mời anh chỉnh lại quần áo ngay ngắn. Trưởng ban Kitagawa cho mời. Vào đây đi. Trưởng ban, cô tìm tôi có gì không? Ngồi xuống rồi nói. Mấy ngày nay để anh chịu ấm ức rồi. Đâu có, là tôi gây thêm phiền phức cho cô. Bị trừng phạt cũng đáng mà. Đúng là anh đã gây rắc rối, lại còn là rắc rối lớn. Xin cô cho tôi cơ hội, tôi bảo đảm lấy công chuộc tội. Anh còn chưa hỏi mình gây ra rắc rối gì đã đòi lấy công chuộc tội. Ngồi xuống đi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái cô cộng sản đó đã trốn khỏi bệnh viện, còn bắn bị thương người của chúng ta. Còn Thạch Vĩnh Khải cũng trốn luôn rồi? Không có, anh ấy ở lại. Ở lại sao? Không thể nào. Ý tôi là anh ta ở lại chắc không gây ra rắc rối gì to lớn chứ? Đây là điều mà tôi thấy lo lắng. Nếu anh ấy bỏ trốn thì mới là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng anh ấy chủ động ở lại, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Kỳ lạ? Sao mà kỳ lạ? Hoàn toàn không giống tính cách của anh ấy. Trước đó anh ấy luôn nhìn đi cầu toàn, chuyện gì cũng nghĩ cho cô cộng sản đó. Điều này tôi rõ hơn bất cứ ai. Nhưng lần này anh ấy từ bỏ cơ hội trốn cùng cô cộng sản đó, anh không cảm thấy rất lạ sao? Có lẽ anh ta thực sự nghĩ thông rồi. Nếu anh nói người khác thì tôi tin, chứ nói Thạch Vĩnh Khải thì tôi không tin. Anh ấy có ý chí kiên định, chưa bao giờ đam mê hưởng lạc. Đây chính là điểm khiến cho tôi thích anh ấy. Bây giờ đột nhiên lại biến thành con người khác, tôi thật sự rất khó chấp nhận. Phải. Bây giờ nếu chúng ta muốn biết chân tướng sự tình thì phải chấp nhận mạo hiểm thật lớn mới được. Anh nói vậy là ý gì? Ý tôi muốn nói là cho phép tôi nói thẳng, đối phó người như vậy hoặc là nghi thì không dùng, hoặc là dùng thì không nghi. Anh ám chỉ chính mình đó sao? Trưởng ban, nếu cô đồng ý tin tưởng tôi, tôi giúp cô đi giám sát Thạch Vĩnh Khải, làm việc tỉ mỉ, báo cáo với cô đúng giờ. Vậy thì làm phiền anh. Một khi thấy có gì khả nghi thì báo cáo ngay cho tôi biết. Trọng và Lồng Tiếng tại Phim TV.
Thạch Vĩnh Khải đâu? Anh ấy sao rồi? Ông nói mau, rốt cuộc sao rồi? Cậu ta ở lại. Ở lại sao? Vậy là ý gì? Ý ông là anh ta phản bội. Tôi giữ nguyên ý kiến của mình, nhưng chuyện mà cậu nói có thể xảy ra. Rõ ràng là có thể thoát hiểm, sao anh ấy lại lựa chọn ở lại? Ông nói là giữ nguyên ý kiến của mình. Tôi muốn biết ý kiến của ông là gì. Hai người có từng nghĩ chưa? Cậu ta biết thân phận của tôi. Nếu như cậu ta phản bội, vậy thì tại sao không đi tìm người Nhật tố giác tôi đi? Có khi nào chính anh ta đã đặt ra cái bẫy này để dụ cho chúng ta vào trong rồi một lưới bắt hết? Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân cậu. Sao lại là suy nghĩ của cá nhân tôi? Trước giờ đồng chí Diên Ngọc Đình luôn cảnh giác về chuyện này. Ngọc Đình, cô mau nói đi chứ. Trước đây tôi nghi ngờ anh ấy, nhưng sau đó tôi nhận ra mình sai. Có điều lần này tôi thật không hiểu được hành động của anh ấy. Bên phía Trung Cộng cũng có người bị thương, hay là chúng ta phái người tới các bệnh viện và phòng khám trong thành phố lục soát tìm kiếm? Kể từ hôm nay, tổ điều tra các anh sẽ do chuyên viên Tiêu toàn quyền phụ trách. Sau này tôi rất mong chuyên viên Tiêu tận tình giúp đỡ. Sau này tôi cũng rất mong tổ trưởng Thạch tận tình giúp đỡ. Đi. Lạ quá, sao không có ai hết vậy? Xin hỏi có ai ở nhà không? Tiểu Dương, chúng ta qua bên đó ngồi nghỉ một lát. Chậm thôi. Sao rồi Tiểu Dương, cậu có ngồi nổi không? Tôi ngồi nổi mà. Như vậy đi, để tôi đi tìm thử, sẵn tiện mua chút đồ ăn cho cậu nha. Được. Nè chị Ngọc Đình, nhớ cẩn thận đó. Đội trưởng Không, vừa mới nhận được tin ông chủ phòng khám Chu Thị đường Hưng Long đã phản bội. Chúng ta không được đưa người bị thương tới đó. Hả? Chết rồi, chết rồi. Mọi người theo tôi. Đi. Đứng lên, nhanh đi, đi. Nè, đi mau. Làm gì vậy? Nè, đi, mau lên. Các người muốn làm gì? Đừng nói nhiều. Nè, đi. Mau lên. Buông tôi ra. Lên xe. Buông tôi ra. Nè, buông tôi ra. Lên xe. Ngốc Đinh. Xã Phụ. Cô định làm gì? Tiểu Dương bị bọn chúng bắt đi rồi. Cô mau cất súng đi. Bây giờ cô đã là người phụ trách của công quỹ. Nếu cô gặp chuyện, các đồng chí khác phải làm sao? Tôi không thể nào trơ mắt nhìn Tiểu Dương bị bọn chúng bắt đi được. Thả tôi ra. Ngồi yên. Thả tôi ra. Ngồi yên. Thả tôi ra. Nè, thả tôi ra. Tiểu Dương. Bây giờ nói gì cũng không kịp nữa. Người có thể cứu được Tiểu Dương chỉ có một người: Thạch Vĩnh Khải. Mới bắt được một tên đảng cộng sản, chúng tôi đã nhốt hắn vào nhà tù. Chúng ta nên đi về. Có kịch hay để coi rồi. Tỉnh rồi. Rốt cuộc cậu lại, kẻ nào đã sai khiến cậu? Anh... Ai? Nói! Anh là ai? Anh ấy là tổ trưởng Thạch của tổ điều tra. Trước đây là nhân vật lớn của đảng cộng sản, anh hùng kháng Nhật Thạch Vĩnh Khải. Anh là Thạch Vĩnh Khải sao? Phải, tôi là Thạch Vĩnh Khải. Cậu lại... Tôi không biết. Được rồi, đừng có đánh nữa.
Cậu không nói phải không? Tôi sẽ làm cho cậu mở miệng. Cái này chúng tôi đã tìm thấy khi bắt giữ hắn. Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chết rồi. Xin lỗi trưởng ban, tôi không thể ngờ tên Đảng Cộng sản này không chịu nổi một trận đòn. Chết thì càng tốt, chết thì càng tốt. Hãy mau gọi phóng viên tới đây. Ý cô là... Lập tức mở cuộc họp báo, nói là tổ trưởng điều tra Thạch Vĩnh Khải trong vòng 2 ngày bắt được phần tử Đảng Cộng sản, đồng thời đã hành hình phần tử Đảng Cộng sản. Vĩnh Khải tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản, giết đồng chí của mình để thể hiện lòng trung thành với hoàng quân. Trước đây tôi nói tên Thạch Vĩnh Khải này không phải là thứ tốt lành. Cô thấy chưa, hắn đã phản bội rồi. Không chỉ giết bản Thanh Minh nói ra khỏi Đảng Cộng sản, mà còn đích thân ra lệnh giết chết Tiểu Dương. Biết người biết mặt không biết lòng. Tại sao tôi lại ngu ngốc không sớm nhận ra bộ mặt thật của Thạch Vĩnh Khải chứ? Vậy là đúng rồi. Hôm qua số 76 tìm được phòng khám ngầm của chúng ta rất nhanh, và còn đưa Tiểu Dương đi, chắc chắn là ý của Thạch Vĩnh Khải. Hoàn toàn có khả năng. Tên Thạch Vĩnh Khải này trà trộn vào đảng của chúng ta mấy năm, hắn hiểu rõ cách thức hoạt động của chúng ta. Vậy còn chờ gì nữa, phái người đi trừ khử hắn là được rồi. Các anh đừng nóng nảy. Trừ khử kẻ phản bội đảng là chuyện cần thiết, nhưng cũng không thể nói trừ khử là trừ khử. Tôi hỏi các anh điều tra nơi Thạch Vĩnh Khải có thể lui tới chưa? Vẫn chưa. Bây giờ anh ta là tổ trưởng tổ điều tra của Nhật Ngụy, đi tới bất cứ nơi nào cũng có người bảo vệ. Việc chúng ta cần làm bây giờ là phái người theo dõi Thạch Vĩnh Khải, điều tra rõ ràng nơi anh ta có thể lui tới. Đội trưởng Diên, tôi muốn nói với cô điều này. Tôi thấy cô là người hiểu rõ anh ta nhất. Bây giờ người có thể nghĩ ra cách trừ khử anh ta cũng chỉ có cô. Bất cứ kẻ phản bội nào cũng là kẻ thù của chúng ta, trừ khử anh ta là chuyện sớm muộn. Nhưng mà tới bây giờ tôi vẫn không biết tôi có hiểu rõ con người Thạch Vĩnh Khải chưa. Không phải tôi đã nói là tôi... Tổ trưởng Thạch đúng là một người thú vị, cất công tới nghĩa địa này để tìm kiếm sự bình yên. Anh theo dõi tôi sao? Là trưởng ban kêu tôi bảo vệ an toàn cho anh, tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh của cô ta. Các cậu đi chỗ khác đi. Được rồi, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Tôi biết Thạch Vĩnh Khải anh là một người nặng tình nghĩa. Anh em Đảng Cộng sản không may qua đời, anh tới đây cúng bái. Anh thực sự khiến tôi vô cùng cảm động. Cho nên tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi chắc chắn sẽ không viết vào báo cáo nộp cho trưởng ban đâu. Anh uy hiếp tôi đúng không? Không phải là uy hiếp, mà là một cuộc giao dịch. Hôm nay tôi nhiệt tình giúp đỡ anh, ngày mai anh cũng phải giúp đỡ lại tôi. Bây giờ anh muốn tôi làm gì? Bây giờ tôi muốn anh làm người liên lạc cho tôi, đi đưa thư. Gặp nhau lúc nào, gặp nhau ở đâu? Điều viết trong đây. Thư đâu? Đi theo dòng nước chảy, ngồi ngắm mây trời bay. Là hai câu này. Đi theo dòng nước chảy, ngồi ngắm mây trời bay.
câu thơ rất hay. Có nghĩa gì đây? Anh chỉ cần đưa thư là được rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ hiểu. Còn nữa, trước khi anh đi về, họ kêu anh cầm thứ gì về, anh cứ cầm thì được rồi. Tuân lệnh, chuyên viên Tiêu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chúng ta phát hiện tờ giấy Thạch Vĩnh Khải để lại. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tờ giấy này tiết lộ hành tung của anh ta. Tôi thấy như vậy đi. Sáng sớm ngày mai, tất cả chúng ta chia làm hai nhóm. Tôi sẽ mai phục ở con đường anh ta chắc chắn đi qua. Các anh tới hội quán suối nước nóng chờ anh ta. Như vậy sẽ đảm bảo không xảy ra sai sót. Vậy có nghĩa là bên cô thất bại. Anh ta sẽ tới hội quán suối nước nóng. Nội dung trên giấy cho thấy anh ta chắc chắn tới hội quán suối nước nóng để gặp một người. Với tính cách của Thạch Vĩnh Khải, lần này anh ta chắc chắn sẽ không lỡ hẹn đâu. Báo cáo. Vào đi. Trưởng ban, tin tình báo quan trọng. Tin tình báo gì? Lúc nãy tổ trưởng Thạch bị sát thủ tấn công. Cái gì? Bây giờ tổ trưởng Thạch sao rồi? Bắt được sát thủ chưa? Tình hình cụ thể chúng tôi vẫn chưa nắm rõ. Chỉ có một tên sát thủ nhưng đã chạy thoát rồi. Tổ trưởng Thạch đâu rồi? Tổ trưởng Thạch may mắn chỉ trúng một viên đạn, đang được phẫu thuật ở bệnh viện. Mau đi thôi, lập tức tới bệnh viện. Dạ. Takeda, ông còn cách nào khác không? Tại vì tôi nhất định phải đi gặp người này. Viên đạn trên người tôi là do Viên Ngọc Đình bắn. Bây giờ cô ấy nghi ngờ tôi đã phản bội tổ chức. Bây giờ chỉ có ông chứng minh được sự trong sạch của tôi. Được rồi, nếu như cậu muốn chứng minh với tổ chức bản thân cậu trong sạch thì cậu bắt buộc nói cho tôi nghe sự thật. Nếu không thì tôi cũng không có cách nào giúp đỡ cậu đâu. Tôi muốn giết Triệu Lan Huệ cho tổ chức của chúng ta. Để giết Triệu Lan Huệ cậu có thể dùng rất nhiều cách. Tại sao cậu nhất định phải dùng cách này chứ? Tại vì bây giờ chỉ có cách này mới là cách hay nhất thôi. Được, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng mà cậu phải hứa với tôi giúp tôi chuyện này. Được, ông nói đi. Cậu cố gắng hết sức, nhanh chóng nghĩ cách tìm được danh sách đặc vụ Nhật Ngụy mới được cục tình báo phái tới Diên An. Được, không thành vấn đề. Trưởng ban Kitagawa, cô tới chậm một bước rồi. Tổ trưởng Thạch vừa mới rời khỏi đây. Đi rồi sao? Anh ấy đi đâu? Tôi cũng không rõ nữa. Sao có thể được chứ? Muốn chờ tàn hết thuốc tê cũng phải mất một tiếng. Thật ra cậu ấy không có tiêm thuốc tê. Lấy đạn ra mà không tiêm thuốc tê? Tại sao anh ấy làm vậy? Tôi cũng không biết nữa. Cô muốn biết thì tự mình đi hỏi cậu ấy đi. Dừng xe. Tôi chưa thật đi đâu? Quay lại, trở về số 7 sao? Rõ. Trưởng ban Kitagawa, hình như lúc nãy tổ trưởng Thạch đã đi gặp người nào gấp lắm đó. Làm sao cậu biết được? Tự anh ấy nói mà. Nói phải tới hội quán xuống nước nóng. Ơ, tổ trưởng Thạch, không phải em bị thương sao? Trưởng ban vừa mới đi bệnh viện tìm anh đó. Cậu có chìa khóa phòng làm việc của trưởng ban không? Chìa khóa phòng làm việc của trưởng ban do phòng cơ mật quản. Tôi biết rồi.
Ý, tổ trưởng Thạch, anh làm gì ở đây vậy? Cuối cùng cậu cũng quay lại, tôi chờ cậu nãy giờ, chỗ này nóng gần chết. Chờ cậu lấy chìa khóa đó. Nhưng mà chìa khóa phòng làm việc của trưởng ban không phải ai cũng có thể tùy tiện đưa được. Tôi là người tùy tiện gì đó sao? Trời ơi, lúc nãy tôi lỡ miệng. Tổ trưởng Thạch, anh đừng trách nha, tôi sẽ đi mở cửa cho anh ngay. Tổ trưởng Thạch à, mời. Đi thôi. Tổ trưởng Thạch, chúng ta đi đâu? Vết thương của tôi đau quá. Hay là chúng ta quay lại bệnh viện đi. Rõ. Hội quán suối nước nóng. Bây giờ đã gần trưa rồi, tôi đoán hắn ta không tới đâu. Không lẽ phát súng của tôi trúng chỗ hiểm sao? Cô nói chúng ta phải làm sao đây? Thông báo các đồng chí thu đội. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Không biết nữa. Đại ca, không hay rồi, chúng ta bị người Nhật bao vây rồi. Cái gì? Sao lại có người Nhật tới đây? Đứng đứng nhất, đứng yên. Không được đứng nhất. Giữ chân lại. Ông phải mau chóng đem phần văn kiện này gửi về cho Diên An. Nhớ kỹ, phải trả lại bản gốc cho tôi. Được rồi, lần này bên phía Diên An có thể bắt hết đám đặc vụ Nhật Bản đó rồi. Bây giờ tổ chức còn có nhiệm vụ khác giao cho tôi. Tôi không thể ở lại đây lâu. Vậy đi đi. Ê, cậu có sao không? Hay vậy đi, tôi tiêm cho cậu thêm một mũi giảm đau rồi đi. Không cần đâu, không kịp nữa rồi. Tôi phải mau chóng trở về bên đó. Tôi là thuyền trưởng của linh hồn. Tốt quá rồi. Bây giờ thì cô biết rồi chứ. Đây là tình báo đồng chí Thạch Vĩnh Khải mạo hiểm cả tính mạng mới có. Cậu ấy đã khổ tâm biết bao nhiêu. Tôi hồ đồ quá, đi nổ súng bắn anh ấy. Tôi nghĩ đồng chí Thạch Vĩnh Khải sẽ hiểu cho cô thôi. Nếu nhìn từ một góc độ nào đó, cô làm như vậy đúng là rất lỗ mãng. Nhưng mà nghĩ theo cách khác, cô làm như vậy ngược lại là giúp cậu ấy. Suýt nữa tôi bắn chết anh ấy, sao có thể nói là giúp anh ấy được chứ? Cũng chính vì cô nổ súng bắn cậu ấy, kẻ địch mới thực sự tin rằng chúng ta đang truy sát Thạch Vĩnh Khải. Như vậy cậu ấy mới có được sự tin tưởng của kẻ địch. Nhưng mà nói, anh có phải là đảng cộng sản không? Tôi thật lòng muốn bảo vệ cuộc vận động hòa bình. Bây giờ trong tay tôi có đủ bằng chứng chứng minh anh cung cấp tình báo cho đảng cộng sản. Tôi không có cung cấp tình báo. Cho dù tôi muốn gia nhập vào đảng cộng sản, thì giờ trong tay tôi cũng dính máu của đảng cộng sản rồi. Người ta muốn thủ tiêu tôi còn không kịp. Tôi hỏi lại lần nữa, sao anh lại đi bái tế phần tử đảng cộng sản đã chết đó? Tôi không có tế bái hắn. Tôi thật sự không có tế bái hắn. Tôi chỉ muốn tìm một số manh mối mới thôi. Chỉ cần anh cho tôi biết anh giao bản danh sách đó cho ai và địa điểm gặp nhau bí mật của đảng cộng sản là ở đâu, tôi sẽ lập tức
thả anh ra, đồng thời còn giữ bí mật cho anh, giúp anh khôi phục chức vụ. Tôi không có liên lạc với ai hết. Trước đây tôi với cô không hề có bí mật gì. Những chuyện tôi biết đều đã nói cho cô biết hết rồi. Bây giờ tôi đã không còn bí mật gì nữa. Tôi không còn bí mật. Vậy là anh không chịu hợp tác với tôi đúng không? Trước giờ tôi vẫn luôn hợp tác với cô mà. Đánh tiếp. Chuyện Viên Tiêu, chắc đời này anh chưa uống nước nhiều vậy đâu ha. Anh nên biết là bất kỳ dụng cụ tra tấn nào ở đây cũng đều khiến cho anh sống không bằng chết. Anh biết không, đàn ông dù cứng cỏi tới đâu, tới đây rồi cũng trở thành bột mềm. Chứ đừng nói là cái loại danh non thịt mềm giống như anh đi. Không sai, tôi thích những người đàn ông cứng cỏi. Anh thấy sao hả Chuyên Viên Tiên? Mùi vị này cũng được đúng không nè? Tôi dám cá là trong vòng 3 ngày anh sẽ không muốn ăn bất cứ thứ gì. Đã nghĩ kỹ chưa? Có muốn thử thêm lần nữa không hả? Không muốn. Vậy anh liên lạc với bên phía Lâm Y Xã bằng cách nào? Người liên lạc với anh là ai? Nói hay không nói? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Lúc đó tôi chỉ muốn giới thiệu người bạn tới từ Trùng Khánh cho Thạch Vĩnh Khải quen. Anh ta thật sự không biết gì hết. Anh ta và Lâm Y Xã thì có liên hệ gì? Theo như tôi thấy, tôi là một người luôn muốn bảo vệ hòa bình. Còn Đế quốc Nhật Bản các người, Đế quốc Nhật Bản các người không tệ bạc như tôi. Tại sao anh muốn giới thiệu người của Trùng Khánh cho Thạch Vĩnh Khải biết? Có một số chuyện tôi không tiện ra mặt lắm. Thạch Vĩnh Khải là tổ trưởng tổ điều tra, anh ta đối phó thì sẽ tốt hơn. Thật ra đó là chuyện gì? Tôi dạo này hơi kẹt tiền một chút nên mới định làm chút giao dịch dạng với người ta. Vậy tại sao phải là người của Trùng Khánh? Tại vì từ Thượng Hải đem vàng băng lậu qua bên Trùng Khánh có thể được giá gấp 8 lần. Anh nói dối. Rõ ràng anh muốn lấy mạng của Thạch Vĩnh Khải làm đá lót đường cho anh về Trùng Khánh. Tôi là sĩ quan của Mỹ, tôi trở về Trùng Khánh thì có ý nghĩa gì chứ? Chuyện hội quan xuôi nước nóng, tôi đúng là hơi có lỗi với Thạch Vĩnh Khải. Nhưng mà tại tôi bị tiền làm mờ mắt, tôi đã bị người ta hãm hại. Lương của anh cũng không ít, anh thiếu tiền lắm sao? Tôi ở Thượng Hải có một mình, cô đơn lẻ loi lắm. Tôi buồn chán cho nên mới muốn mua nhà
Kim vợ nhỏ. Anh không sợ vợ của mình sẽ tìm tới đây sao? Chắc chắn cô ấy biết tôi tham gia vận động hòa bình là đang làm việc cho các người. Cô ấy sẽ không cần tôi nữa. Cậu kia, kêu quân y tới đây chữa trị cho họ ngay. Dạ. Vĩnh Khải, táo em gọt xong rồi, ăn một miếng đi. Vĩnh Khải, em đã nói xin lỗi anh rất nhiều lần rồi, sao anh còn giận dỗi như trẻ con vậy? Ăn miếng đi mà anh hả? Anh cũng một hai vừa phải thôi. Nếu không phải là em, anh đã vào đội hiến binh ngồi tù rồi. Em đối với anh như vậy, không biết có bao nhiêu người hâm mộ sùng bái anh. Bây giờ anh còn ở đây làm mình làm mẩy, kén cá chọn canh. Hay là vậy đi, em đút táo anh ăn nha, chịu không? Trên đó. Trưởng ban Kitagawa, cô cũng hay thật. Một bên tát người ta một cái, một bên xoa má người ta. Lục phủ ngũ tạng của tôi sắp bị đánh lòi ra hết rồi. Cô cảm thấy tôi còn có thể nuốt nổi trái táo của cô sao? Quên hỏi cô nữa, chuyện bản danh sách bị mất điều tra tới đâu rồi? Anh quan tâm tới chuyện đó vậy sao? Dĩ nhiên tôi phải quan tâm rồi. Chân của tôi và tay của tôi nó không phải là gì đó. Được rồi, đừng kích động. Phim được dịch và lồng tiếng tại anh cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu. Em đã kêu họ bọc một lớp vải bông bên ngoài gậy gỗ, không tới mức đánh gãy nát chân đâu, chắc chắn sẽ trị khỏi. Còn chuyện bản danh sách bị mất đó, anh cũng không cần bận tâm. Phòng tình báo Nhật Bản phân công rõ ràng, tổ chức chặt chẽ. Với lại chỉ dựa vào một bản danh sách, vốn dĩ không thể động được tới cả tổ chức. Vậy bây giờ cô nói cái này là có ý gì? Phòng tình báo Nhật Bản về cơ bản có 3 bộ phận, chia ra phụ trách chính trị, giáo dục, cảnh vụ và gián điệp bên ngoài. Gián điệp bên ngoài được chia ra thành 5 ban. Ban A phụ trách giám sát những người nước ngoài, ban B phụ trách nghe lén thu thập thông tin, còn ban C phụ trách thư tín và vật phẩm hải quan. 2 ban còn lại thì phụ trách hành động. Hành động? Vậy nghĩa là sao? Chính là làm bất cứ chuyện gì mà chúng ta muốn làm. Tôi thật không hiểu nổi. Nếu bất cứ chuyện gì cũng có thể làm thì liên quan gì tới bản danh sách đó chứ? Có thể nói như vậy, công việc của từng bộ phận hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau có hiệu suất vô cùng cao. Nếu như có người tiết lộ tình báo thì bộ phận nghe lén thu thập tình báo sẽ lập tức đưa ra phản ứng nhanh nhất, cho ngừng tất cả công việc của những người có liên quan. Hình như tôi đã hiểu ra một chút rồi. Hay quá. Hay lắm. Hát tiếp đi. Diễn hay lắm. Mai mốt nhớ dắt tôi đi coi nữa nha. Vậy một lát nữa anh sẽ nói gì? Hay quá. Hay lắm. Hay quá. Hay. Cùng hát hay qua bên coi. Đứng đứng hay quá. Hay quá. Tôi không có sân si nha. Tự anh ra tay, coi như là giúp vợ anh bớt đau đớn một chút.
Nè, phải rồi, mới lúc nãy anh định nói chuyện gì với em vậy? À, thật ra cũng không có gì. Cứ coi kịch tiếp đi, đừng có làm cho mình phải mất hứng. Hay thiệt ha. Hay quá, hay lắm. Hay. Hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Đứng lại. Mấy người đi đâu vậy? Màn kịch tiếp theo sắp sửa bắt đầu rồi, phải mau ra sân khấu. Chỗ này có thể ra sân khấu được hay sao? Tại đi gấp quá nên mới lộn đường thôi. Không đúng, hôm nay diễn kịch thanh y mà, đâu có nghe nói là có mặt quạt. Cái gì? Lâm trận bỏ trốn hả? Tôi mắc tiểu quá, tôi phải đi vệ sinh chút đã. Mọi người không cần lo lắng, đi ra từ cửa sau. Tất cả mọi người chuyển qua cửa sau, bảo vệ thủ trưởng luôn. Mau 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 lên xe, đi đi lên xe, nhanh lên, lên đi, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau đi, đi mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, đi mau, đi mau. Bỏ lên, chạy mau. Bỏ lên, ra khỏi đây, nhanh bỏ lên đi. Dĩnh Khải, tiểu lăng quỷ. Chạy đi, chạy đi, trời ơi, lăng quỷ về quá, hồi lạc nạn chắc ngắt giờ rồi. Chạy lên, lại. Phái cậu tới.
Bỏ xuống xuống. Liên. Tôi là tổ trưởng tổ trinh sát Thạch Vĩnh Khải. Đừng ngồi xuống. Vĩnh Khải. Tổ trưởng Thạch, mau lên xe. Mau, rời khỏi đây. Chạy đi. Ông chủ tới rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Tôi đi rót cho cậu ly trà ha. Không cần đâu. Bà cho tôi biết sân sau ở đâu. Tôi muốn đi vệ sinh một chút. Trời, Ngọc Lan, mau đưa ông chủ này ra sân sau đi. Dạ được. Anh ơi, mệnh theo em qua bên này. Đi ra ngoài hết đi, nhanh lên. Mama, nghe, đừng có nói đi vệ sinh xong rồi biến luôn á. Làm gì có. Đàn ông một khi bước vào chỗ chúng ta rồi, có đánh cũng không đi đâu. Còn nói còn có đúng không? Dạ đúng. Ủa, hai người trưởng quan xin mời ngồi. Ngồi cái gì mà ngồi. Nè Tú Bà, tôi hỏi bạn chút, hôm nay có thấy người nào khả nghi tới đây không? Ôi trời, coi trưởng quan nói kìa, mấy người tới chỗ tôi nhiều lắm. Trưởng quan nói kẻ nào khả nghi vậy. Làm cái gì mà hỏi nhiều vậy? Người này đây, bà có gặp chưa? Người này mới vừa ra sân sau đó. Hả? Sân sau? Cô dẫn bọn tôi ra đó. Dạ được, dạ được. Mau, đi. Mau lên. Bên này. Hắn đâu? Mau lên. Bên này, bên này. Hắn đâu? Ở đâu? Hắn đâu? Đâu hả? Ở trong nhà vệ sinh đằng trước á. Bên đó. Cút đi. Cút đi. Dạ. Nhi lại tử hả? Đi. Ủa? Dân Nguyệt Cát. Mau, mau, nhanh lên. Nhanh lên. Trưởng quan, ở đây có cửa sao không? Không có. Mau, dẫn tôi tới nơi phát ra tiếng súng. Mau lên. Đi. Trời. Ở đâu? Ở bên đó. Ở bên đó. Trưởng bang Kitagawa chính là nhà vệ sinh đó.
Cô phải cẩn thận, hắn ta có mang theo súng. Tôi biết rồi. Để anh nói chuyện với anh ta. Được. Tiêu Hán Càng, tôi là Thạch Vĩnh Khải đây. Bỏ súng xuống đi. Thạch Vĩnh Khải, cuối cùng Thạch cũng tới rồi. Tôi chờ anh lâu lắm rồi. Chết rồi. Em biết rồi. Bây giờ tôi không còn mặt mũi gặp cha mẹ. Hãy đem thi thể của tôi quăng xuống sông Hoàng Phố. Coi như anh ta vẫn còn biết xấu hổ. Nè, sao anh buồn rầu vậy? Anh nên biết rằng số 76 đó một thời gian nữa chắc chắn sẽ thuộc về một mình anh. Em định lo liệu hậu sự của Tiêu Hán Càng thế nào? Còn lo liệu hậu sự gì nữa? Quăng xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn. Tin tức được đăng báo rồi, hắn là kẻ phản bội, đáng chết, chết không đáng tiếc. Không được, làm như vậy khó coi lắm. Không được. Ý anh là sao? Tiêu Hán Càng sau khi bị bắt mới tham gia vận động hòa bình. Nếu chúng ta để anh ta có kết cục như vậy, anh nghĩ rằng chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận. Nhưng mà tin tức đã được đăng báo, cũng đã gây xôn xao dư luận, làm sao thay đổi được? Dĩ nhiên là được rồi. Chúng ta cứ nói Tiêu Hán Càng là sứ giả hòa bình thực thụ của cả khu vực Đông Á này. Vì đế quốc Nhật mà anh ta giả bộ quy thuận quốc dân đảng, sau đó trong một trận chiến không may đã hy sinh. Em thấy cách này cũng hay đó. Chúng ta có thể lợi dụng một người chết, làm cho người Trung Quốc ủng hộ chúng ta. Em tán thành cách này của anh. Em đã tán thành rồi. Anh nghĩ chúng ta nên làm chuyện này giống như thật một chút. Được. Để tất cả mọi người đều tin, em lấy danh nghĩa của mình tổ chức buổi lễ tưởng niệm ở bến tàu Thập Lục Phố. Tóm lại càng nhiều người tham gia càng tốt. Được rồi, em nghe lời anh. Và lồng tiếng tại Phim TV. Bên này. Đuổi theo. Rõ. Đuổi theo. Rõ. Rõ. Thạch Vĩnh Khải. Mau, mau đuổi theo Triệu Đăng Huệ.
Mau, anh cố lên. Đứng lại, lại. Không được chạy. Đuổi theo. Đứng lại. Cô bắn súng giỏi lắm. Học từ ai vậy? Sao vậy? Cô sợ rồi sao? Cô thua rồi. Cô bắn tôi đi. Dù sớm hay muộn gì, cô cũng phải chấp nhận phán quyết của người Trung Quốc. Đừng giở trò này với tôi. Hôm nay trong hai chúng ta chỉ có một người sống sót ra khỏi đây. Cho dù cô sống sót, ngày tàn của cô cũng sắp tới rồi. Tôi nghĩ chắc cô không thể sống tới ngày đó. Ngược lại Thạch Chính Khải, nếu cô chết anh ta sẽ rất buồn. Đã như vậy thì tôi rất muốn tác thành cho hai người cùng nhau xuống địa ngục.
Cho dù chúng tôi hy sinh cũng là vì chính nghĩa. Đừng nói nữa. Chính nghĩa cái gì? Đối với tôi mà nói, lợi ích của đế quốc vật chúng tôi là trên hết. Tôi không hiểu nổi. Tôi biết rõ Thạch Vĩnh Khải là người của đảng Cộng sản, nhưng tôi lại không nỡ giết anh ta. Có thể cô nghĩ là tôi đã bị điên, vì tôi đã nương tay mềm lòng với một người đàn ông, một kẻ địch làm đủ mọi cách đẩy tôi vào chỗ chết. Và tôi luôn hy vọng anh ta hồi tâm chuyển ý. Tôi cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ. Chúng ta yêu một người thật lòng, nhưng mà không thể nào làm bạn với người này được. Thạch Vĩnh Khải, phim được dịch Vĩnh Khải tại phim TV. Anh bày mưu tính kế, lập kế hoạch dụ tôi dự lễ tưởng niệm, chính là muốn chấm dứt mối quan hệ của chúng ta. Anh không thấy anh làm vậy rất tàn nhẫn sao? Anh quên tôi đối xử với anh như thế nào rồi hả? Tôi đã tha thứ cho anh 3 lần 7 lượt. Bây giờ anh lại ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa với tôi. Anh không cảm thấy có lỗi với tôi sao? Khác chí hướng không thể làm bạn. Chúng ta là những người không chung chí hướng. Cuối cùng anh cũng thừa nhận là anh gạt tôi. Thừa nhận thì tốt, nhưng anh đừng nghĩ rằng anh rất thông minh. Từ trước tới nay tôi cũng đã lợi dụng anh. Tất cả những chuyện anh làm tôi đều biết hết. Nhưng tôi không giết anh, vì anh vẫn còn giá trị để lợi dụng. Đế quốc Nhật cần những người như anh. Với lại anh cũng đừng nghĩ rằng tôi thích anh thật lòng, yêu anh thật lòng. Chẳng qua tôi chỉ diễn một vở kịch dụ dỗ anh mà thôi. Không có chuyện gì là thật hết đâu. Nếu như ở trên chiến trường anh không cứu tôi, thì anh đã không có một kẻ địch giống như tôi. Tôi muốn trả ơn anh. Hôm nay tôi sẽ cho anh chứng kiến người con gái mà anh yêu nhất chết ở trước mặt anh. Thạch Vĩnh Khải! Vĩnh Khải! Bộ đồ này đồng chí Liêm Nguyên Quả kêu em đưa cho anh. Chào mừng anh về đội, đồng chí Thạch Vĩnh Khải. Các anh em, đi theo tôi. Mau, mau, mau.